Các bạn đang nghe truyện đô thị siêu cấp y sư trên kênh TV Audio CV. Chương 1752, chuẩn bị rời đi, thượng. Biết rằng một khi có cơ hội, hắn sẽ rời khỏi hoắc lâm động thiên, nên trong khoảng thời gian này, mỗi lần luyện đan, các đông hút đều để thác bạc lãnh ở bên cạnh quan sát. Thác bạc lãnh quả thật có thiên phú rất cao trong việc luyện đan, hơn nữa khi được tận mắt chứng kiến một luyện đan đại sư luyện đan và được chính tay đại sư chỉ dẫn, sự tiến bộ của hắn trong việc luyện đan rất nhanh chóng. Tuy nhiên, thác bạc lãnh không thể lĩnh hội được hàm nghĩa của việc luyện chế thi đan và hồn đan, vì hắn chưa từng hiểu rõ sinh tử chi đạo và thần niệm của hắn cũng không mạnh mẽ như các đông húc. Ngoài việc luyện đan, các đông húc cũng thường xuyên mở phủ thụ đạo để giải đáp những nghi hoặc cho đệ tử. Tuy nhiên, chỉ có những người có tư cách mới được vào phủ nghe hắn thụ đạo, bao gồm hai vị đệ tử thân truyền của hắn, cùng với một số nhân vật quan trọng trong tầng gia, ba vị trưởng lão Thiên Ma tông Ô Sát, Kiến Hùng và Huyền Âm lão ma những người khác không có tư cách vào phủ để nghe hắn thụ đạo ô sát và yến hùng nay đã đạt đến cảnh giới năm tầng đỉnh cao còn huyền âm lão ma đã đạt đến cảnh giới bốn tầng đỉnh cao nhờ được truyền thụ cửu âm huyền khí quyết và thỉnh thoảng được nghe các đông hút chỉ đạo cộng thêm việc thi ma tông chiếm đoạt tử kiếm môn và thanh vân tông tiêu diệt huyết vi môn họ thu được không ít lợi ích lại có khoáng mạch huyền giai cung cấp nguyên thạch không ngừng họ không cần lo lắng về tài nguyên tu luyện nên chỉ trong một thời gian ngắn cả ba người đã lần lượt đột phá. Riêng Tần Nhã Anh chưa đột phá, nhưng nàng vẫn tiến bước vững chắc. Các đông hút không hề lo lắng, bởi Tần Nhã Anh đã dùng qua kim đan đạo văn quả, nàng đã cảm nhận được một tia huyền bí của kim đan đại đạo. Giống như đứng trên vai người khổng lồ, càng tu luyện về sau, nàng sẽ càng bộc lộ sức mạnh vượt trội, khi đó tốc độ tu luyện của nàng sẽ bỏ xa ô sát và những người khác. Hơn nữa, sau khi liên tiếp đột phá trước đó, bây giờ là thời điểm nàng cần ổn định và vững chắc vì vậy các đông hút không chia sẻ linh đan cho nàng sử dụng tuy ô sát và hai người kia đã đột phá nhưng trước mặt tần nhã anh họ không dám tỏ ra tự mãn mà ngược lại càng trở nên khiêm tốn hơn bởi vì tần nhã anh là đệ tử thân truyền của các đông hút nàng đại diện cho chính các đông hút hơn nữa tiềm lực của nàng cũng rất rõ ràng với ánh mắt của họ làm sao không nhận ra điều này thời gian trôi qua từng ngày các đông hút ngày ngày chuyên tâm tu hành trên thiên ma phong một ngày nọ trong thái thượng trưởng giáo phủ, đột nhiên một luồng sóng pháp lực mạnh mẽ bùng lên và phóng thẳng lên trời. Các đông hút, đang ngồi xếp bằng trên nhị sen, chậm rãi mở mắt, hai đạo tinh quang chói lóa từ mắt hắn bắn ra, một hồi lâu sau mới dần dần thu liễm lại. Cuối cùng cũng đạt đến long hổ cảnh ngũ trọng. Sau khi tinh quang trong mắt thu lại, các đông hút cảm thấy một nỗi cảm khái dân trào trên gương mặt. Để đạt được đột phá lần này, hắn không chỉ phải khổ luyện, mà còn tiêu hao một lượng lớn tứ phẩm thượng giai linh đan cùng với bốn viên ngũ phẩm linh đan và sáu khối tử linh tinh chỉ để đột phá đến long hổ cảnh năm tầng đã tiêu tốn nhiều đến vậy sau này nếu muốn tiến đến long hổ cảnh sáu tầng e rằng sẽ cần ngũ phẩm linh đan trở lên các đông hút nhìn lại số lượng dược liệu đã tiêu hao và số tử linh tinh còn lại trong túi trữ vật không khỏi cảm thấy hơi xúc động tuy nhiên khi hắn quan sát kinh mạch trong cơ thể và sự biến hóa của chân nguyên pháp lực nỗi cảm khái này nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui. Với cảnh giới long hổ cảnh năm tầng hiện tại, kinh mạch của ta đã đủ mạnh mẽ và rộng lớn để thừa nhận lục phẩm linh đan. Nhưng nếu muốn kích phát ngũ hành càng không thạch để đột phá không gian, chỉ sử dụng một hai viên lục phẩm linh đan chắc chắn không đủ. Nếu phải dùng nhiều viên, kinh mạch của ta e rằng cũng không thể chịu nổi, bởi lẽ lục phẩm linh đan chứa đựng một tia năng lượng tương đương với kim đan lão tổ. Vì thế, nếu ta đạt đến long hổ cảnh 6 tầng, cơ hội thành công sẽ lớn hơn suy nghĩ đến đây các đông hút không khỏi tự giảo cười khổ lắc đầu và lẩm bẩm bây giờ ta thậm chí còn chưa có một viên lục phẩm linh đan nào điều cần lo lắng là làm thế nào để có được chúng nếu không có lục phẩm linh đan cân nhắc nhiều hơn cũng chỉ là ổn công ở đây chắc chắn không thể có lục phẩm linh đan xem ra đã đến lúc rời khỏi nơi này và đi đến phía bắc nguyên thú sơn xem xét nơi đó đất rộng người đông môn phái san sát cường giả như rừng có lẽ sẽ có lục phẩm linh đang bán ra. Dù không có, lục phẩm linh dược chắc chắn sẽ có. Lẩm bẩm xong, các đông hút chậm rãi đứng dậy, thu nhị sen vào túi trữ vật rồi rời khỏi thái thượng trưởng giáo phủ. Vừa bước ra khỏi thái thượng trưởng giáo phủ, các đông hút liền nhìn thấy những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống như những chiếc lông ngỗng. Mùa đông sao? Các đông hút cả người chấn động, đưa tay ra đón lấy một bông tuyết rơi trên lòng bàn tay, nhìn nó dần tan chảy, viền mắt có chút ướt ác hắn còn nhớ rõ, khi rời khỏi địa cầu, nơi đó đang là mùa xuân, còn bên này là cuối mùa thu. Chẳng bao lâu sau đó, hắn đã cùng người tần phủ tiến vào nguyên thú sơn để săn bắn mùa đông. Hiện tại, lại là thời điểm tuyết rơi đầy trời, điều này đồng nghĩa rằng, bất tri bất giác, hắn đã trải qua hơn một năm ở đây. Các ngươi có khỏe không? Sau một hồi, các đông hút dùng hai tay xoa mặt mình thật mạnh, hít sâu một hơi rồi tiếp tục đi dọc theo con đường sơn đạo hướng về đỉnh núi, nơi có luyện thi điện đang đi giữa đường các đông hút nhìn thấy vài bóng người bay về phía mình đó là tần nhã anh thác bạc lãnh và ô sát cùng với ba vị trưởng lão khác chúc mừng sư tôn chúc mừng thái thượng trưởng giáo lão gia năm người từ xa đã thấy các đông hút liền đáp xuống sau đó nhanh chóng tiến lên chúc mừng hắn với ánh mắt đầy kính sợ và kích động các đông hút biết rằng đột phá của mình đã làm kinh động họ hắn cũng biết rằng chuyến đi này sẽ dẫn mình xa rời thiên ma tông để tìm kiếm lượng lớn lục phẩm linh đan lục phẩm linh đan cực kỳ quý giá ngay cả kim đan lão tổ cũng động lòng nên để có được chúng hắn phải mạo hiểm thâm nhập vào nhiều nơi hiểm địa đối diện với sinh tử khó lường chuyến đi này có thể là âm dương hai ngã nếu may mắn hắn sẽ sớm rời xa họ mà kiếp này không biết khi nào mới có thể gặp lại suy nghĩ này khiến tâm trạng các đông hút trở nên đặc biệt thương cảm và phức tạp người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, thời gian dài như vậy ở chung, đặc biệt là Tần Nhã Anh và Thác Bạc Lãnh, hai đệ tử mà hắn chính thức thu nhận, nói không có tình cảm thì chắc chắn là giả. Thậm chí ngay cả ô sát và ba người kia, sau một thời gian dài ở chung, cũng đã trở thành nửa đệ tử của hắn. Các đông hút đối xử với họ cũng đã khác đi rất nhiều so với trước kia. Các ngươi đến thật đúng lúc, đỡ cho bản tôn phải sai người gọi các ngươi. Các đông hút nhanh chóng đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, cố gắng nở một nụ cười nói. Hắn không muốn để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến họ, càng không muốn họ biết rằng chuyến đi này của mình chính là cửu tử nhất sinh. Sư Tôn có việc gì cần dặn dò sao? Tần Nhã Anh liền vội vàng không người hỏi, những người khác cũng nhanh chóng không người. Ừm, chúng ta vừa đi vừa nói. Các đông hút gật đầu nói. Vâng. Năm người đáp một tiếng, sau đó rập khuôn từng bước theo sát phía sau. Vi sư đã nhờ các ngươi giúp đỡ thu thập dược liệu, hiện tại đã thu thập được bao nhiêu? Các đông hút vừa đi vừa hỏi. Thưa sư Tôn, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta đã thu thập được tổng cộng 5.000 cây dược liệu. Tuy nhiên, về chất lượng thì chúng ta không thể xác định, cần sư Tôn tự mình xem qua. Tần Nhã Anh không người đáp, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Các đông hút không yêu cầu họ thu thập linh thảo hay linh dược, mà là một số dược liệu mọc trong khu vực bao phủ bởi âm sát tử khí. Loại dược liệu này họ không có cách nào đánh giá chất lượng, chỉ có thể dựa vào hình ảnh hoặc miêu tả của các đông hút mà thu thập. Ồ! 5.000 cây sao! Các đông hút nghe vậy, không khỏi hai mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ vui mừng. Loại dược liệu này không giống như các loại linh thảo linh dược khác, hầu như không có ai thu hái, nên chỉ cần tìm kiếm kỹ lưỡng là có thể thu thập được. Hơn nữa, bây giờ Thiên Ma Tông đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ phía Nam, chỉ cần công bố nhiệm vụ xuống, mỗi ngày đều có lượng lớn thu hoạch. Tần Nhã Anh thấy sư phụ xưa nay luôn bình tĩnh mà nay lại lộ ra vẻ vui mừng, không khỏi kinh ngạc, rồi giải thích. Điều này cũng đúng, linh thảo linh dược thường được hái nhiều, tự nhiên khó tìm kiếm. Nhưng dược liệu mà vi sư cần, người khác cầm cũng chẳng có tác dụng, không ai hái nên dễ dàng tìm thấy hơn các đông hút gật đầu đồng tình nhưng vẫn không thể che giấu niềm vui trong lòng hắn nói thêm nhưng thu hoạch được nhiều như vậy cũng khiến vi sư bất ngờ ngươi hãy dẫn vi sư đi xem qua nếu chất lượng đúng như mong đợi vi sư sẽ tránh được nhiều phiền phức vâng tần nhã anh không người nhận lệnh rất nhanh đoàn người đã đến bảo khố của thiên ma tông trong bảo khố có một kho thuốc chuyên dùng để thu thập dược liệu. Hiện nay, Thiên Ma Tông đã thống nhất khu vực phía Nam Nguyên Thú Sơn, nên trong bảo khố có rất nhiều dược liệu được phân loại và cất giữ. Tuy nhiên, phần lớn chúng đều ở cấp nhất nhị phẩm, tam phẩm trở lên thì khá ít. Dược liệu mà các đông hút yêu cầu vì chứa âm sát tử khí, thậm chí là kịch độc, nên được giữ trong một mật thất riêng biệt trong kho thuốc, tách biệt khỏi các loại dược liệu khác. Cửa mật thất vừa được đẩy mở, một loạt mùi hương hỗn tạp và khó chịu lập tức xộc vào mũi. Tần Nhã Anh và những người khác không nhịn được phải nhíu mày, chỉ riêng các đông hút là đôi mắt đột nhiên sáng rực, không kìm được sự phấn khích bước vào mật thất để đánh giá phẩm chất của các dược liệu. Trong số 5.000 cây dược liệu thu thập được, phần lớn chất lượng không thể so sánh với những gì các đông hút đã tìm thấy trong phong lôi cấm địa, chỉ có một số ít đạt chất lượng tương đương. Tuy nhiên, vì số lượng lớn nên các đông hút vẫn cảm thấy rất hài lòng với lượng dược liệu này trong một thời gian dài tới đây hắn sẽ không còn phải lo lắng về việc thiếu nguyên liệu để luyện chế hồn đan và thi đan không tệ không tệ các đông hút liên tục gật đầu thu tất cả dược liệu vào một túi trữ vật chuyên dụng sau này không cần tiếp tục thu thập nữa khi nào vi sư trở về tông môn nếu cần sẽ sai người đi hái mặc dù nói loại dược liệu này không ai muốn nhưng dù sao nó vẫn rất hiếm nếu thu hái quá nhiều bây giờ, sau này muốn tìm lại sẽ không dễ dàng. Các đông hút nói. Sư tôn, ngài định rời khỏi thiên ma tông sao? Tần Nhã Anh nghe vậy, không khỏi thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn chầm chầm vào các đông hút. Những người khác cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, vì sư định đi về phía bắc của Nguyên Thú Sơn. Các đông hút gật đầu đáp. Xin mời sư tôn cho đệ tử theo cùng để bên cạnh có người sai bảo. Tần Nhã Anh lập tức quỳ một chân xuống đất thưa, cũng xin mời mang chúng ta theo. Ô Sát và hai người khác cũng quỳ một chân xuống, chỉ riêng Thác Bạc Lãnh không nói gì, vì hắn biết mình hiện tại chỉ mới nửa bước đạt đến long hổ cảnh. Nếu đi theo sư Tôn đến phía bắc, hắn chỉ sợ trở thành gánh nặng. Các ngươi tu vi vẫn còn thấp, theo bản Tôn chỉ làm hạn chế hành động của ta. Ta hiểu tấm lòng của các ngươi nhưng đừng lo lắng, bản tôn còn có hai đầu cương thi cấp cao ngân giáp cương và chính chính đầu cương thi cấp thấp ngân giáp cương. Chỉ cần không gặp phải kim đan lão tổ, tự vệ không thành vấn đề. Hiện nay thiên ma tông đã thống nhất phía nam, các ngươi có đủ tài nguyên để tĩnh tâm tu luyện, không cần thiết phải đi phía bắc lan bạc. Tương lai, khi các ngươi tu luyện đến bình cảnh và tài nguyên nơi này không còn đáp ứng được nhu cầu, lúc đó hãy đi phía bắc cũng chưa muộn. Các đông hút nhìn bốn người đang quỳ trước mặt, thần sắc phức tạp trầm giọng nói. Bốn người nghe vậy muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không dám làm trái ý các đông hút. Cùng đồng thanh, đệ tử lĩnh mệnh, sau khi bốn người đứng dậy, các đông hút tiếp tục đi tới các phòng chứa trong kho thuốc, chọn lựa một số dược liệu phụ trợ mà hắn có thể cần dùng khi luyện đan, sau đó rời khỏi kho thuốc. Rời khỏi kho thuốc, các đông hút trực tiếp đi tới luyện thi điện. Trong luyện thi hàng đàm, Đại ngạc ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương đang đắm chìm trong ngọn nguồn hàng đàm, phun ra nuốt vào âm sát hàng khí. Cảm nhận được các đông hút đi vào, hai cương thi lập tức nhảy lên bờ, đôi mắt to tròn nhìn lấy lòng chủ nhân. Những ngày này, chúng không chỉ được ngâm mình trong luyện thi hàng đàm chứa đầy âm sát hàng khí, mà còn thường xuyên được dùng thi đan. So với những ngày tháng gian khổ trong đông hải bí cảnh, cuộc sống hiện tại đối với chúng chẳng khác nào thiên đường vì hai cương thi này vốn có điều kiện tiên thiên rất tốt, có tiềm năng đột phá thành kim giác cương. Chỉ là do trước đây ở Đông Hải bí cảnh, âm sát hàng khí dần cạn kiệt, tu vi của chúng mới tiến triển chậm chạp. Hiện tại, nhờ âm sát hàng khí dồi dào trong hàng đàm và sự bồi bổ của thi đan, đại nhạc ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương đều tiến bộ nhanh chóng. Sau khi rời khỏi phong lôi cấm địa, hai cương thi gần như đạt đến tu vi tương đương với long hổ cảnh 8 tầng, hiện tại càng đã tương đương với long hổ cảnh 8 tầng đỉnh phong. Tuy nhiên, tu hành càng lên cao càng khó, đối với hai cương thi này cũng vậy. Để đạt được cảnh giới tương đương với long hổ cảnh 9 tầng và thậm chí trở thành kim giáp cương là điều cực kỳ gian nan, đòi hỏi cơ duyên rất lớn. Ta sẽ rời khỏi nơi này, các ngươi theo ta đi thôi. Các đông hút vỗ nhẹ đầu hai cương thi, rồi thu chúng vào phong thi hoàng. Sau khi thu hai cương thi, các đông hút gọi ra chính chính đầu cương thi còn lại từ hàng đàm. Những cương thi này vẫn chỉ là cấp thấp ngân giáp cương, nhưng nhờ có thi đang bồi bổ và luyện thi hàng đàm, tu vi của chúng đã nhanh chóng tiến triển. Hiện tại, chúng đã đạt tương đương với long hổ cảnh hai tầng, có thể xem là cương thi trung kỳ cấp thấp. Một số cương thi đã đạt tu vi tương đương với long hổ cảnh ba tầng, chỉ cần một chút nữa sẽ đột phá thành trung giai ngân giáp cương. Tuy nhiên, Đột phá này không phải là điều dễ dàng, cần có thời gian. Các đông hút thu 81 đầu cương thi vào phong thi hoàng, sau đó dặn dò Tần Nhã Anh và những người khác vài câu rồi rời khỏi luyện thi điện, lòng bàn chân đứng lên một đám mây sương mù, liền cưỡi mây đạp gió đi. Các đông hút cưỡi mây đạp gió không phải theo cách thông thường, mà là nhờ hắn đã hấp thụ và luyện hóa một tia bản nguyên long hồn, từ đó lĩnh ngộ và thi triển tự nhiên, phản phất như hắn sinh ra đã biết cưỡi mây đạp gió. Mây mù phi hành trên không trung rất nhanh, không kém gì pháp bảo thông thường, mà lại tiêu hao rất ít chân nguyên pháp lực. Nơi này chính là phía bắc nguyên thú sơn. Quả nhiên phía nam so với phía bắc chỉ là một khu vực hẹp dài, chẳng khác gì vùng nông thôn nhỏ bé. Vài ngày sau, các đông hút đứng trên đám mây, nhìn xuống đồng bằng bát ngát, núi non hùng vĩ, sông dài chảy xiết, hồ nước bao la, biển cả mênh mông, cùng với những thành trì nguy nga, không khỏi cảm thấy rung động sâu sắc phía bắc nguyên thú sơn còn rộng lớn và tráng lệ hơn cả những gì hắn tưởng tượng không chỉ vậy linh khí trong không gian tại phía bắc cũng rõ ràng dồi dào hơn so với phía nam nhưng rất nhanh các đông hút khôi phục lại tâm trạng nhìn xung quanh một lần thấy phía trước có một thành trì lớn xây dựng dựa lưng vào núi đá liền quyết định vào thành hỏi thăm vị trí của ngọc đỉnh tông ngọc đỉnh tông nổi tiếng về luyện khí lần trước khi các đông hút thám hiểm phong lôi cấm địa hắn đã gặp lão đạo sĩ công tôn thành một trưởng lão của Ngọc Đỉnh Tông. Chuyến đi này của các đông hút vượt qua Nguyên Thú Sơn đến phía Bắc là để tìm kiếm cơ duyên tại các hiểm địa, những nơi vô cùng nguy hiểm. Trước khi tiến vào hiểm địa, ngoài việc tăng cường tu vi, hắn còn cần chuẩn bị một số pháp bảo bảo toàn mạng sống. Trong túi trữ vật của các đông hút có chín cái răng và mai rùa của cửu sĩ Hắc Văn Quy, cùng với xương sống và da rắn của kim cốt viêm xích xà, đều là tài liệu tốt để luyện chế pháp bảo công kích và phòng thủ. Vì vậy, Trước khi tiến vào hiểm địa, các đông hút muốn luyện chế những tài liệu này thành pháp bảo thích hợp. Công tôn thành lần trước vì tu vi hạn chế, không dám hỗ trợ luyện chế sợ lãng phí tài liệu tốt. Các đông hút nghĩ rằng, bây giờ công tôn thành đã hấp thụ và luyện hóa kim đan đạo văn quả, tu vi đã tăng cao đáng kể, đồng thời lĩnh ngộ thiên đạo, nên có thể hỗ trợ luyện chế những tài liệu này. Nếu không thể, với tư cách là một luyện khí sư, tôn tôn thành chắc chắn có vòng tròn của mình và có thể giúp tìm người thích hợp để luyện chế. Sau khi đã xác định rõ ý định, các đông hút liền cưỡi mây đạp gió hướng tới thanh thạch cự thành, chính là tòa thành được xây dựng dựa lưng vào núi mà hắn đã nhìn thấy từ xa. Khi đến cửa thành, các đông hút từ trên mây đáp xuống đất. Những binh sĩ giữ cửa thành nhìn thấy hắn cưỡi mây đạp gió mà đến, biết ngay hắn ít nhất cũng là một tu sĩ long hổ cảnh, vì thế không dám thu lệ phí vào thành, mà vội vàng cung kính để hắn đi qua tỷ lệ tu sĩ ở phía Bắc Nguyên Thú Sơn rõ ràng cao hơn nhiều so với phía Nam, cường giả cũng nhiều hơn. Ở Nam Lan Quốc, tại Thương Minh Thành, khi các đông hút đến, tu sĩ mạnh nhất trong thành cũng chỉ đạt đến luyện khí kỳ 12 tầng. Ngay cả ở thủ đô Bình Hoàng Thành, cũng chỉ có 3 vị tu sĩ Long Hổ cảnh tọa trấn. Nhưng tại Thanh Thạch Cự Thành này, chỉ sau một thời gian ngắn đi lại, các đông hút đã gặp vài vị tu sĩ luyện khí kỳ 11 và 12 tầng. Dù chưa trực tiếp gặp được tu sĩ Long Hổ Cảnh, nhưng với thần niệm cường đại các đông húc vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được vài sợi sóng pháp lực của tu sĩ long hổ cảnh trong tòa thành này điều đó cho thấy dù số lượng tu sĩ long hổ cảnh ở đây vẫn không nhiều nhưng tỷ lệ của họ vẫn cao hơn phía nam rất nhiều tùy tiện một tòa thành trì ở phía bắc cũng có vài vị tu sĩ long hổ cảnh tọa trấn may mắn thay những sóng pháp lực của tu sĩ long hổ cảnh mà các đông húc cảm nhận được không quá mạnh mẽ chỉ thuộc cấp thấp long hổ cảnh nếu không hắn có thể đã bị khiếp sợ và không thể thoải mái tự do đi lại trong thanh thạch cự thành. Trong thành không chỉ có các cửa hàng bán đồ dùng thế tục, mà còn có nhiều cửa hàng bán đồ dùng tu chân. Là một luyện đan sư, các đông hút tự nhiên quan tâm đến các cửa hàng bán dược liệu và linh đan, nên hắn cố ý ghé vào một vài cửa hàng lớn. Tuy nhiên, phần lớn chỉ bán dược liệu và linh đan nhất nhị phẩm, tam phẩm trở lên rất hiếm, khiến các đông hút mất hứng thú. Khi vào các cửa hàng này, các đông hút cũng cố ý hỏi về Ngọc Đỉnh Tông, nhưng không ai biết đến, cho thấy Ngọc Đỉnh Tông không có tiếng tăm lớn ở đây, ít nhất là không có danh tiếng tại thanh thạch cự thành này. Sau khi không tìm được thông tin từ các cửa hàng, các đông hút thẳng tiến đến phủ thành chủ. Vệ binh ở phủ thành chủ khá tinh ý, vừa thấy các đông hút thả ra một chút khí tức long hổ cảnh, liền nhận ra ngay hắn là tu sĩ long hổ cảnh, vội vàng vào phủ báo cáo. Thành chủ của thành này là một tu sĩ long hổ cảnh hai tầng nghe nói có tu sĩ long hổ cảnh đến bái phỏng hắn lập tức tự mình ra nghênh tiếp vừa gặp hắn đã nhận ra các đông hút pháp lực sâu không lường được vượt xa bản thân mình liền cung kính và nhiệt tình mời hắn vào phủ sau khi ngồi xuống các đông hút không vòng vo mà trực tiếp nói rõ mục đích của mình ngọc đỉnh tông hình như ta đã nghe qua để ta suy nghĩ lại thành chủ nghe nói các đông hút chỉ đến để hỏi thăm về một tông phái liền ngầm thở phào nhẹ nhõm sau đó cao mày suy tư. Đúng rồi, Ngọc Đỉnh Tông. Ta nhớ là nó nằm ở bờ bắc của Càng Hải. Đạo hữu có thể vượt qua Càng Hải đến bờ bắc, sau đó tìm người hỏi thăm, chắc chắn sẽ biết vị trí cụ thể. Thành chủ nhanh chóng vỗ đùi và nói. Càng Hải. Các đông hút hơi chấn động, lập tức hiểu rằng thành chủ đang chỉ về biển rộng mà hắn đã thấy khi đứng trên đám mây. Sau khi hiểu rõ, các đông hút không lưu lại lâu, cảm ơn thành chủ rồi rời khỏi thanh thạch cự thành tiếp tục cưỡi mây đạp gió bay về phía bắc trên đường đi các đông húc thấy không ít thành trì thế tục và vài tông môn được xây dựng ở những nơi có linh khí nồng nặc tuy những tông môn này không cường đại thường chỉ có tu sĩ long hổ cảnh cấp thấp hoặc trung cấp tọa trấn nhưng để tránh phiền phức không cần thiết các đông húc luôn chọn cách bay vòng quanh khi thấy đệ tử tông môn tuần tra sau một ngày các đông húc đã đến càng hải càng hải là một vùng biển rộng lớn và mênh mông Dọc theo bờ biển là những thành trì lớn, rất phồn hoa, thỉnh thoảng có thuyền bè ra vào các cảng. Các đông hút nhận thấy một số tu sĩ long hổ cảnh chọn cách đi thuyền, điều này cho thấy biển rộng mênh mông này không dễ dàng vượt qua, ngay cả với những tu sĩ có thể bay trên trời. Họ vẫn phải lo lắng về việc kiệt sức, nên không dám dễ dàng bay qua biển. Chỉ có số ít tu sĩ long hổ cảnh cấp cao, tự tin vào pháp lực của mình, mới dám điều khiển pháp bảo bay qua biển rộng, thu hút ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và kính sợ của người xung quanh. Ở phía Bắc Nguyên Thú Sơn thuộc hắc Lâm Động Thiên, Kim Đan lão tổ là những tồn tại tối cao, rất ít khi xuất hiện. Vì vậy, tu sĩ Long Hổ cảnh cấp cao là những nhân vật lợi hại mà người thường ít được tiếp xúc. Sau khi cân nhắc, các đông hút quyết định cũng cưỡi mây đạp gió bay vào biển rộng. Bay trên biển rộng suốt nửa ngày, ngoại trừ vài hòn đảo và một vài chiếc thuyền nhỏ như những điểm đen trên biển, các đông hút không gặp thêm bất kỳ ai chân nguyên pháp lực của các đông hút rất sung mãn cưỡi mây đạp gió đối với hắn như là một bản năng thi triển rất tự nhiên bay suốt nửa ngày mà không cảm thấy mệt nhọc tuy nhiên suốt hành trình chỉ thấy biển rộng và trời xanh mây trắng không khỏi khiến hắn cảm thấy đơn điệu và nhàm chán sau khi bay thêm một quãng thời gian các đông hút quyết định nếu gặp hòn đảo nào sẽ bay xuống nghỉ ngơi khi đang suy nghĩ về việc tìm một hòn đảo để nghỉ chân các đông hút đột nhiên cảm thấy có một làn sóng pháp lực mãnh liệt ở phía xa gây ra chấn động trong không gian ngay sau đó hắn thấy một bóng người bọc trong hào quang hồng rực đang bay nhanh về phía mình phía sau bóng người đó là ba vệt hào quang khác không ngừng đuổi theo các đông hút khẽ nhíu mày hắn vốn không muốn can thiệp vào tranh đấu của người khác nhất là khi chưa quen biết ai ở vùng đất này lại đang ở trên biển rộng mênh mông hắn đang do dự liệu có nên tránh đi hay không thì sắc mặt đột nhiên thay đổi hắn quyết định cưỡi mây đạp gió tiến lên nghênh đón đạo hữu phía trước hãy giúp ngăn cô gái kia lại ta sẽ có trọng báo một trong ba bóng hào quang đuổi theo hét lớn khi thấy các đông hút từ xa cưỡi mây đạp gió đến đạo hữu đừng nghe lời bọn họ họ là những kẻ tàn ác hãy mau rời đi bóng người bọc trong hào quang hồng rực cũng thất thanh kêu lên ta đương nhiên sẽ không nghe lời bọn chúng Nghe được tiếng thét của người trong hào quang hồng rực, các đông hút không chỉ không rời đi, mà còn chặn đường nàng, rồi mỉm cười nói. Người bọc trong hào quang hồng rực không ai khác chính là Hồ Mỹ Nhi, người đã cùng các đông hút thám hiểm phong lôi cấm địa trước đây. Chiếc áo pháp bảo trên người nàng luyện chế từ giao quan tử quân liên mà các đông hút tặng. Khi thấy các đông hút chặn đường mình, sắc mặt của Hồ Mỹ Nhi lập tức thay đổi, nhưng khi nhận ra giọng nói của hắn, thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên a à, các huynh hồ Mỹ nhi vui mừng kêu lên rồi như chú chim non tìm về tổ lập tức lao vào lòng các đông hút cảm nhận được thân thể mềm mại đầy đặn và hương thơm cơ thể thoảng qua mũi các đông hút vội vàng kéo nàng sang một bên trầm giọng nói kẻ địch đang ở ngay sau ha ha không ngờ lại thêm một con mồi đáng tiếc là tu vi hơi thấp chỉ có lông hổ cảnh tầng năm không biết trên người có vật gì tốt không đây các đông hút vừa kéo Hồ Mị Nhi sang một bên, thì ba người truy sát Hồ Mị Nhi đã đuổi tới. Một bên họ cười lớn, một bên phối hợp chặt chẽ thành hình tam giác, bao vây các đông hút và Hồ Mị Nhi vào giữa sảo khi vây quanh hai người, ba kẻ đó liền dùng ánh mắt như đang đánh giá con mồi để nhìn họ. Cũng dễ hiểu tại sao ba người này dám dùng ánh mắt như vậy. Cả ba đều đạt tới Long Hổ cảnh tầng 6 đỉnh phong, trong khi các đông hút chỉ là Long Hổ cảnh tầng 5, còn Hồ Mị Nhi thì có tu vi tương đương với bọn họ ha ha quả thật là một đôi tình nhân đồng mệnh một kẻ trong số họ mũi ưng tóc tai bù xù trông đặc biệt nham hiểm cười gằn nói nha tuyệt quá rồi ngươi đã đạt lông hổ cảnh tầng năm rồi hồ mị nhi dường như hoàn toàn không nhận ra rằng các đông húc có tu vi thấp hơn ba kẻ kia cô không chỉ không lo lắng mà còn nhìn các đông húc với vẻ vui mừng thấy hồ mị nhi kinh ngạc và vui mừng như vậy ba tên sát nhân không khỏi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô một tên mập trong nhóm còn lắc đầu nói, không ngờ con mụ này lại mê trai đến vậy, vừa thấy nam nhân của mình đã tin rằng dù trời có sập xuống thì cũng có hắn đỡ, ha ha, có khi là bị chúng ta dọa sợ choáng váng. Một tên khác chế giễu, ngươi không phải cũng lợi hại sao? Chỉ còn chút nữa là đột phá đến Long Hổ cảnh tầng 7, trở thành tu sĩ cấp cao. Các đông hút dường như không nghe thấy những lời cười nhạo của ba người kia, mà quay sang cười với Hồ Mị Nhi. Trên biển rộng mà gặp lại cố nhân từng vào sinh ra tử, tâm trạng của các đông hút vô cùng tốt. Nếu không có ba tên sát nhân kia, hắn chắc chắn còn vui hơn. Vừa nói xong, ánh mắt của các đông hút liền lạnh lẽo, sát khí bừng lên. Thanh khách, kết quá. Thiếp thân làm sao dám so với các huynh được. Hồ Mỹ Nhi đánh nhẹ vào vai các đông hút một cách tình tứ, dường như hoàn toàn không nhận ra họ đang bị ba tu sĩ long hổ cảnh tầng 6 bao vây. Hồ Mỹ Nhi, họ là ai vậy? Chúng ta có nên giải quyết họ trước rồi hãy ôn chuyện không? Các đông hút hỏi với vẻ mặt đang lạnh lùng nhưng khi bị Hồ Mỹ Nhi làm nũng thì trở nên khó chịu. Ha ha! Chúng ta có nghe nhầm không vậy? Hắn, một tu sĩ long hổ cảnh tầng năm lại nói sẽ giải quyết chúng ta trước. Ba tên sát nhân không nhịn được phá lên cười, như thể vừa nghe một chuyện hoang đường nhất trên đời. Thấy họ cười lớn, Hồ Mị Nhi khẽ liếc mắt nhìn ba kẻ đó, vẻ đẹp quyến rũ làm họ bối rối. Lúc ở phong lôi cấm địa, bên cạnh nàng, người đàn ông này chỉ có tu vi long hổ cảnh tầng 2, nhưng hắn đã giết ba tu sĩ long hổ cảnh tầng 5. Chưa kể sau đó, hắn còn thao túng cương thi giết con trai của tông chủ huyết ma tông, lệ phong. Bây giờ, hắn đã là long hổ cảnh tầng 5, Hồ Mỹ Nhi biết chắc rằng việc giết ba tu sĩ long hổ cảnh tầng 6 này chỉ là chuyện nhỏ. Nha, ta quên mất hoàng phủ thư sinh kia cũng đang bị người đuổi giết. Hồ Mỹ Nhi đột nhiên thất thanh kêu lên, không quan tâm đến ba kẻ không biết trời cao đất rộng kia. A, à, Sao ngươi không nói sớm? Các đông hút nghe vậy suýt chút nữa nổi giận, hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái, đồng thời từ mi tâm hắn bắn ra một tia kim quang, biến thành một tòa kim sơn chói lọi, ép thẳng xuống một trong ba tên. Cùng lúc đó, một tia sáng bạc bắn ra từ chiếc nhẫn phong thi hoàng của hắn, hóa thành một con dao long ngân giáp khổng lồ, vung móng vuốt khổng lồ về phía một tên khác không chỉ thế trong tay các đông hút lúc này xuất hiện một thanh huyết sắc đại đao hắn giơ đao lên và chém thẳng về phía tên sát nhân trước mặt thanh huyết đao này là vật mà các đông hút đoạt được từ tay vương sư đệ của huyết ma tông ở phong lôi cấm địa ban đầu hắn định giao lại cho tần nhã anh nhưng sau sự kiện ba tông phái liên thủ hắn quyết định giữ lại và tế luyện cho mình sử dụng thanh huyết đao này còn uy lực hơn cả cửu khổng đại hoàng đao một đao chém ra, sát khí cuồn cuộn, huyết hải trào dân, khiến đối thủ không kìm lòng mà tưởng tượng ra cảnh máu chảy thành sông, xác chết la liệt. Chưa đánh, tâm thần đã bị chấn nhiếp. Tên sát nhân dù có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng trước đao này, hắn lập tức nhận ra thực lực của các đông hút cao hơn nhiều so với tưởng tượng. Hắn liền lấy ra một cây trường kích màu xanh đen, mạnh mẽ đâm tới các đông hút, đồng thời cấp tốc lùi về sau. Nhưng tu vi của các đông hút đã vượt xa, kết hợp sức mạnh chân nguyên và thân thể, hai lực hợp nhất. Dù đối thủ có là tu sĩ long hổ cảnh tầng 7, cũng khó lòng chống đỡ. Công. Một tiếng vang lớn, huyết đao chạm vào trường kích, cây kích rơi xuống biển, còn huyết đao thì vẫn lao tới, chém thẳng về phía tên sát nhân đang lùi lại. Sao có thể? Tên sát nhân sợ hãi hét lên khi thấy huyết đao sắp chạm vào hắn, nhưng toàn thân hắn đã bị sát khí bao trùm, khiến máu huyết như đông cứng, chân nguyên không vận chuyển được không có gì là không thể. Các đông hút nhếch miệng cười gằn, huyết đao chém thẳng vào mi tâm của tên sát nhân. Hắn chết với đôi mắt mở trừng, không thể tin được rằng mình bị một tu sĩ long hổ cảnh tầng năm giết chết chỉ với một đao. Trong khi đó, hai tên còn lại không kịp phản ứng, một kẻ bị kim long ấn đập bể đầu, còn kẻ kia bị dao long ngân giáp xé nát cơ thể. Với tu vi của các đông hút tăng lên, phong ấn kim long ấn được giải khai càng nhiều, quy lực cũng ngày càng lớn một ấn hạ xuống, dù là tu sĩ long hổ cảnh tầng 8 cũng khó lòng đối phó. Giao long ngân giáp lại có sức mạnh tương đương tu sĩ long hổ cảnh tầng 8 đỉnh phong, khiến kẻ địch không có cơ hội thoát thân. Mẹ nó! Dù Hồ Mỹ Nhi đã sớm đoán rằng các đông hút một khi ra tay thì ba tên kia chắc chắn sẽ không phải là đối thủ, nhưng nàng cũng không ngờ hắn lại có thể trong chớp mắt giết sạch ba tu sĩ long hổ cảnh lục trọng. Điều này khiến cho một mỹ nữ tu sĩ như nàng cũng không nhịn được mà buộc miệng thốt ra lời thô tục đừng đứng ngẩn ra đó, cứu người như cứu hỏa, nói mau Hoàng Phủ Huynh hiện tại đang ở đâu. Các đông hút thấy Hồ mị Nhi cứ trố mắt nhìn mình, liền tức giận trừng mắt nàng một cái. Đồng thời, hắn cũng không quên thu thập túi chứa đồ và các pháp bảo của ba kẻ vừa bị hắn tiêu diệt. Giao Long Ngân giáp cương thì hắn không thu vào phong thi hoàng mà thả nó xuống biển, để nó tự do hành động. Ta và Hoàng Phủ Huynh đã cố ý chia ra hai hướng để chạy trốn. Ta đi về phía nam, còn hắn đi về phía bắc. Nhưng ngươi yên tâm, đuổi theo hắn chỉ có hai tên, còn đuổi theo ta thì có tới ba tên, nên hắn vẫn có thể cầm cự được một đoạn thời gian. Thật là, chỉ là một tiểu nữ tử như ta mà lại có tới ba tên đại nam nhân đuổi theo. Hồ Mị Nhi nói với vẻ bực bội, khiến các đông hút không khỏi bật cười. Hắn không nói thêm gì, lập tức cưỡi mây đạp gió bay về hướng bắc. Này, chờ thiếp một chút. Hồ Mị Nhi thấy các đông hút đi mất, vội vàng gọi với theo và đuổi kịp. Dù sao, hỏa phượng cung không chỉ am hiểu hệ, hỏa, mà còn có những pháp thuật phi hành độc đáo, nên tốc độ phi hành của nàng cũng khá nhanh, miễn cưỡng có thể theo kịp các đông hút. Chỉ trong chốc lát, các đông hút đã thấy từ xa có ba người đang giao chiến. Hai người đang tấn công một người, người bị tấn công mặc áo bào trắng, mái tóc rối tung và cơ thể đầy máu trông rất trật vật. Không ai khác, đó chính là Hoàng Phủ Hiên. Hoàng Phủ Huynh, chúng ta tới cứu ngươi đây hồ mị nhi thấy hoàng phủ hiên vẫn an toàn liền thở phào nhẹ nhõm và lớn tiếng gọi không thể nào thạch tùng và những người khác của hắn lại để cô nàng này chạy thoát sao hai kẻ đang vây công hoàng phủ hiên không nhận ra rằng tai họa đã ập đến họ vẫn tưởng rằng bọn đồng bọn đã mất dấu hồ mị nhi và không ngờ rằng nàng đã quay lại cùng các đông hút để trợ giúp hồ mị nhi ngươi đừng xen vào ta bị thương quá nặng nếu cùng ngươi trốn chạy, nhất định sẽ liên lụy ngươi. Hãy mau chạy đi, nếu có cơ hội trong tương lai, Hoàng Phủ Hiên nghĩ rằng Hồ Mỹ Nhi đến để giúp đỡ và cũng lo rằng nàng sẽ bị liên lụy, nên hắn cố gắng nói lời từ biệt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy các đông hút, mắt hắn lập tức trợn tròn, sau đó bật cười to, các huynh. Ha ha! Trời không tuyệt đường ta, không tuyệt cái rắm. Ngươi nghĩ rằng chỉ thêm một tên long hổ cảnh năm tầng là có thể thay đổi cục diện sao? một trong hai kẻ tấn công hoàng phủ hiên cười lạnh không tin rằng sự xuất hiện của các đông hút có thể giúp gì được hì hì quên không nói với các ngươi đồng bọn của các ngươi đã bị vị long hổ cảnh năm tầng này giết sạch rồi hồ mị nhi nói với giọng điệu châm chọc làm hai kẻ kia sửng sốt không thể nào hai kẻ đó sắc mặt tái mét các đông hút cười lạnh không muốn lãng phí thêm thời gian hắn lập tức triệu hồi kim long ấn và ném về phía hai kẻ địch Kim Long Ấn đón gió mà lớn, trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn núi nhỏ, khi rơi xuống, không chỉ che khuất ánh mặt trời mà còn tạo ra áp lực kinh hoàng, khiến không gian xung quanh rung chuyển, cuồng phong gào thét. Không ổn. Chạy mau. Cảm nhận được quy lực khủng khiếp của Kim Long Ấn, hai kẻ địch lập tức sợ hãi và định chạy trốn. Nhưng ngay khi họ vừa kích hoạt bảo quang, từ dưới đáy biển lao ra hai luồng âm sát thi khí, hóa thành hai móng vuốt khổng lồ, chụp lấy bọn họ bị sức mạnh âm lãnh cực độ trói buộc, cơ thể của bọn họ như rơi vào hầm băng, hoàn toàn bị kiềm chế, không thể nhúc nhích. Ngay lúc đó, Kim Long Ấn rơi xuống. Không. Tiếng thét của họ im bặt khi Kim Long Ấn đập xuống, nghiền nát bọn họ thành thịt nát. Hai sợi hồn phách vừa thoát ra đã bị Kim Long hồn nuốt chửng. Hồ Mỹ Nhi, dù đã đoán trước các đông hút sẽ dễ dàng hạ gục hai tên này, vẫn không thể không cảm thấy rung động. Tuy nhiên, nàng không còn bạo ngu như trước bởi vì đây đã là lần thứ hai nàng chứng kiến sự lợi hại của hắn hoàng phủ hiên đang nghe truyện trên tv audio cv lại có phản ứng khác hắn kinh ngạc đến mức suýt không thở nổi hắn không thể tin rằng các đông hút chỉ cần khà khà một tiếng không cần dùng đến tay đã có thể miễu sát hai tu sĩ long hổ cảnh lục trọng mẹ nó đây là tu sĩ long hổ cảnh năm tầng sao thật quá biến thái cũng không phải dễ dàng như vậy đâu chỉ là họ đã quá chủ quan, thêm vào đó ta còn có sự trợ giúp của Ngân Giáp Cương. Các đông hút ngượng ngùng giải thích. Thật ra, các đông hút không nói dối. Với tu vi hiện tại và sức mạnh của Kim Long Ấn, hắn có thể đối đầu với tu sĩ Long Hổ Cảnh 8 tầng, nên đánh bại tu sĩ Long Hổ Cảnh lục trọng là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, việc thúng sát bọn họ thì đúng là có phần khoa trương. Chính vì bọn họ đã khinh địch và không ngờ đến sự lợi hại của các đông hút, nên mới bị hạ gục một cách nhanh chóng ha ha ngươi không cần giải thích gì nữa ngươi đích thực là một kẻ biến thái hoàng phủ hiên cười lớn khanh khách thiếp thân rất thích tu sĩ biến thái như cát huynh hồ mị nhi cười khúc khích ánh mắt mị hoặc quăng về phía các đông húc ba người đều có sinh tử chi giao thêm vào đó các đông húc còn từng nhường kim đan đạo văn quả cho hoàng phủ hiên nên họ đã sớm coi hắn như ân nhân và bằng hữu thân thiết gặp lại hắn họ cảm thấy vô cùng thân thiết và nói chuyện rất thoải mái được rồi các ngươi xong chưa bên trái một kẻ biến thái bên phải cũng một kẻ biến thái có tin ta đạp cả hai ngươi xuống biển làm mồi cho cá mập không các đông hút cười mắng hoàng phủ hiên và hồ mị nhi lập tức ngậm miệng nhưng sau đó lại nhìn nhau và bật cười lớn trong tiếng cười các đông hút và hoàng phủ hiên trao nhau một cái ôm gấu hồ mị nhi thấy vậy cũng nhất định đòi các đông hút ôm mình khiến hắn phải bất đắc dĩ làm theo, nét mặt đỏ bừng lên, làm Hoàng phủ Hiên cười ha ha, còn Hồ Mỹ Nhi thì khanh khách cười mãi không thôi. Hành động của các Đông Húc khiến hai người kia không khỏi thấy hắn thật dễ mến và càng xem trọng hắn hơn. "Đúng rồi, tại sao các ngươi lại ở đây? Và tại sao lại gặp phải những kẻ này?" Các Đông Húc sau khi cười đùa với hai người, liền nghiêm túc hỏi. "Hồ Mỹ Nhi, ngươi kể tiếp đi, ta cần phải chữa thương trước." Hoàng phủ Hiên vừa nói, vừa lấy ra từ túi trữ vật một viên linh đan chữa thương, nhìn thoáng qua viên đang dược quý giá, trên mặt hiện rõ vẻ đau lòng. Dẫu vậy, hắn vẫn đưa viên linh đan vào miệng. Vết thương của hắn khá nặng, cần phải sử dụng đến tứ phẩm linh đan, loại linh đan này vô cùng trân quý đối với Hoàng phủ Hiên. "Ngươi không sao chứ?" Hồ Mị Nhi lo lắng hỏi. "Không sao, chỉ là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến căn cốt." sau khi dùng viên linh đan này qua một hồi nguyên khí sẽ hồi phục chỉ là viên linh đan này quá quý giá hoàng phủ hiên đáp giọng vẫn pha lẫn chút tiếc nuối được rồi may mắn là các huynh kịp thời xuất hiện nếu không chúng ta đã mất mạng dù có nhiều linh đan hơn cũng chẳng để làm gì hồ mị nhi khinh thường nói đúng vậy lần này lại nhờ các huynh cứu mạng hoàng phủ hiên gật đầu đồng ý sau đó lập tức ngậm miệng tập trung vận công hấp thu dược lực để chữa thương. Thấy Hoàng Phủ Hiên bắt đầu chữa thương, Hồ Mỹ Nhi không nói thêm gì nữa, mà chuyển sang trò chuyện với các đông hút. Sau lần từ biệt ở phong lôi cấm địa, ta và Hoàng Phủ Huynh đều trở về môn phái để bế quan, hấp thu tinh hoa đạo quả. Đạo quả không hổ danh là báu vật truyền kỳ. Sau khi ăn vào, ta từ long hổ cảnh 4 tầng trực tiếp đột phá lên long hổ cảnh 6 tầng, suýt chút nữa đã đột phá tiếp lên long hổ cảnh 7 tầng. Chỉ tiếc là vẫn còn thiếu chút nữa, nếu không, đám đánh giết kia đã không dám chặn giết chúng ta. Tuy nhiên, dù không thể đột phá lên long hổ cảnh bảy tầng ngay lập tức, nhưng ta đã cảm nhận được sự lĩnh ngộ sâu sắc về đại đạo, thậm chí đã mơ hồ cảm nhận được một tia, kim đăng đại đạo huyền bí. Hồ Mị Nhi nói, vẻ mặt lộ rõ sự kích động, đồng thời hạ thấp giọng để không ai khác nghe thấy. Các đông hút gật đầu đáp, ta cũng đã cảm nhận được một chút. Chính vì điều này, Việc tu hành của chúng ta từ nay về sau sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần có đủ tài nguyên, ta tin rằng việc tiến lên Long Hổ cảnh 8 tầng chỉ là vấn đề thời gian. Còn về Long Hổ cảnh 9 tầng, đó là cảnh giới gần gũi nhất với Kim Đan đại đạo, có lẽ sẽ đòi hỏi nhiều hơn là chỉ tài nguyên, nhưng nếu có đủ tài nguyên, chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng đột phá hơn những người khác. Nhưng ngươi cũng biết, Hỏa Phượng cung của chúng ta chỉ là một môn phái trung đẳng ở Hoắc Lâm động thiên tài nguyên tu hành mà ta có được dù là trưởng lão vẫn không thể so sánh với kim công tử của kim kiếm môn à quên nói với ngươi phụ thân của kim công tử đã đột phá trở thành kim đan lão tổ vì thế kim kiếm môn hiện tại có hai vị kim đan lão tổ tọa trấn đang như mặt trời ban trưa kim công tử cũng thăng tiến hiện là đệ tử bí truyền của kim kiếm môn đủ tư cách đứng ngang hàng với đệ tử đích truyền của tam đại tông phái dù vẫn còn kém một chút dù vậy, với những gì ta vừa nói, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội để nâng cao tu vi, vì thế ta và Hoàng Phủ Huynh đã quyết định mạo hiểm đến càng hải quỷ vụ chiến khư để tìm kiếm cơ duyên, hy vọng tìm được thiên tài địa bảo hoặc linh thảo linh dược. Hồ Mị Nhi nói thêm. Quỷ vụ chiến khư. Các đông hút ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, quỷ vụ chiến khư là một hải vực bị bao phủ bởi quỷ vụ dày đặc, bao quanh khoảng 10 hòn đảo nghe đồn rằng các hòn đảo này từng là một thể thống nhất nhưng do một trận đại chiến thượng cổ kết quả là hòn đảo bị chia cắt thành nhiều mảnh hồ mị nhi giải thích trận chiến khốc liệt như vậy sao e rằng kim đan lão tổ cũng tham gia vào đó các đông húc không khỏi hít một hơi lạnh kinh ngạc trước quy mô của trận chiến đúng thế nghe đồn trận chiến đó kinh thiên động địa long hổ cảnh tu sĩ tử thương vô số thậm chí cả kim đan lão tổ cũng bị tổn lạc nhưng chi tiết cụ thể thì không ai biết rõ vùng hải vực đó trở thành nơi hội tụ của những linh hồn oán hận biến thành ác quỷ chiếm cứ cả vùng biển thậm chí còn hình thành sát ma từ huyết sát khí ngưng tụ nước biển nơi đó toàn là màu đỏ quanh năm bị quỷ vụ bao phủ quỷ khí âm trầm khiến người ngoài không thể nhìn rõ bên trong những ai dám tiến vào đều phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn rất ít người có thể sống sót trở về hồ mị nhi nói tiếp nếu nguy hiểm như vậy, tại sao các ngươi lại dám đến quỷ vụ chiến khư? Các đông hút cao mày hỏi. Nếu là trước kia, chúng ta chắc chắn không dám. Nhưng hiện tại, ta đã đạt đến long hổ cảnh 6 tầng, hơn nữa tu luyện hệ hỏa pháp thuật, khắc tinh của ác quỷ, cộng thêm cấp thiết tìm kiếm cơ duyên, chúng ta quyết định mạo hiểm. Tuy nhiên, thực tế là chúng ta đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc thám hiểm. Quỷ vụ dày đặc khiến chúng ta lạc lối, còn những ác quỷ và sát ma thì không ngừng tấn công, khiến chúng ta bị thương không ít. Cuối cùng, chúng ta đành phải bỏ cuộc và chạy thoát ra ngoài. Dù vậy, chúng ta vẫn thu được một số thứ quý giá. Hoàng Phủ Huynh tìm được một pháp bảo trung giai hạ phẩm và một cây ngũ phẩm linh dược chính dương huyết linh hoa. Ta cũng tìm được hai cây ngũ phẩm linh dược, một cây là chính dương huyết linh hoa và một cây là cửu âm hồi dương thảo. Nhưng không ngờ, sau khi thoát khỏi quỷ vụ chiến khư, chúng ta lại gặp phải nhóm kẻ địch này may mắn là các huynh đã kịp thời xuất hiện nếu không thì chúng ta đã thành vật hiến tế rồi hồ mị nhi kể lại không giấu được sự sợ hãi trong giọng nói đám người truy sát này là sao sau khi nghe hồ mị nhi kể xong các đông húc vừa tỏ vẻ hiếu kỳ vừa thuận miệng hỏi trong khi ánh mắt chớp động dường như đang suy tư điều gì đó đám người truy sát là những kẻ trong tu chân giới không đi tìm kiếm thiên tài địa bảo hay khổ cực trồng linh thảo luyện đan luyện khí. Thay vào đó, bọn chúng chuyên giết người cướp của để tu hành. Những kẻ này bị người người căm phẫn, ai cũng muốn diệt trừ, nhưng bọn chúng thường xuất quỷ nhập thần, nằm vùng ở các hiểm địa, săn lùng những người xấu số để làm con mồi. Điều này khiến người ta khó lòng phòng bị. Hồ Mị Nhi nói với giọng đầy căm ghét. Tam Đại Tông Môn không quản lý sao? Các đông hút hỏi. Kể từ khi tiến vào phía Bắc, các đông húc nhận thấy mọi thứ khá yên bình không có dấu hiệu giấc chóc vì vậy hắn không khó để tưởng tượng rằng tam đại tông môn có thể đã áp đặt một số quy định và ràng buộc để ổn định trật tự trong khu vực dù sao đi nữa quốc có quốc pháp gia có gia quy tu chân giới này chắc hẳn cũng có một số quy cũ nếu không thì chẳng phải sẽ rối loạn hay sao các đông húc nghĩ thầm quảng thì có quảng nhưng Hoắc lâm động thiên rất rộng lớn mà những kẻ này đều có tu vi cao cường. Bọn chúng rất cẩn thận, chỉ hoạt động ở những nơi ít người, vì vậy ngay cả tam đại tông môn cũng khó mà kiểm soát hoàn toàn. Hồ Mị Nhi giải thích. Vậy thì cũng đúng. Các đông hút gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Ngay cả trên địa cầu, pháp luật cũng không thể bao trùm hết các khu vực màu xám hay tối, và điều đó cũng đúng trong tu chân giới. Tam đại tông môn cùng các đại môn phái khác có lẽ chỉ có thể duy trì trật tự bề ngoài của Hoắc Lâm Động Thiên. Trong quỷ vụ chiến khư, ngoài ác quỷ và sát ma, còn có loại yêu ma quỷ quái nào lợi hại khác không? Các đông hút tiếp tục hỏi. Chắc chắn là có. Ta và Hoàng Phủ Huynh mới chỉ tiến vào một tiểu đảo ở ngoại vi mà thôi. Sao thế? Các huynh muốn đi vào tìm hiểu à? Hồ Mị Nhi hỏi, đôi mắt đẹp lấp lánh sự hứng thú. Này, chuyến này ta đi ra với mục đích giống các ngươi, nên tất nhiên cũng có hứng thú thám hiểm quỷ vụ chiến khư. Nhưng trước khi vào đó, ta nghĩ mình cần phải chuẩn bị thật kỹ, không nên vội vàng. Dù sao thì quỷ vụ chiến khư vẫn còn đó, không cần phải gấp gáp. Các đông hút đáp. Ngươi đã mạnh như vậy rồi, còn cần chuẩn bị gì nữa? Hồ Mị Nhi nói, ánh mắt nghi ngờ nhìn các đông hút. Cẩn thận không bao giờ thừa. Hơn nữa, các ngươi vừa mới tiến vào ngoại vi đã bị thương nặng như vậy, ta dù có lợi hại hơn, nhưng cũng chỉ ở một mức độ nhất định mà thôi. Các đông hút trả lời. Điều đó cũng đúng. Nhưng ngươi định chuẩn bị gì? Có phải ngươi sắp đột phá không? Nếu ngươi đột phá lên long hổ cảnh 6 tầng, chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn khi tiến vào quỷ vụ chiến cư. Chỉ cần không gặp phải quá nhiều quỷ tướng hoặc một con quỷ soái, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm hồ mị nhi nói với sự mong đợi Các đông hút nghe xong chỉ có thể cười khổ nếu đột phá dễ dàng như vậy ta đã không phải lo lắng nhiều đến thế nếu dễ dàng như vậy thì đúng là không có thiên lý nhưng nhớ rằng tuổi thọ của con người có hạn ngươi cần phải biết cách phân bổ thời gian và tài nguyên một cách hợp lý nếu không thể đột phá trước khi tuổi thọ cạn kiệt tất cả nỗ lực của ngươi cũng sẽ trở nên vô ích hồ mị nhi nói giọng trở nên nghiêm túc hơn Ta hiểu, cảm ơn lời khuyên của ngươi. Các đông hút gật đầu. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi cần chuẩn bị gì. Hồ Mỹ Nhi tiếp tục hỏi. Ta định tìm công tôn thành, nhờ hắn hoặc tìm ai đó giúp ta luyện chế những tài liệu quý giá mà ta lấy được từ phong lôi cấm địa thành pháp bảo. Nếu thành công, ta sẽ có thêm một số biện pháp tự vệ khi tiến vào quỷ vụ chiến khư. Các đông hút trả lời. Những tài liệu đó rất cao cấp, nếu luyện chế thành công, có thể đạt đến cấp bậc trung giai thượng phẩm. Khi đó, chúng ta sẽ có thêm một biện pháp bảo vệ mạnh mẽ. Chúng ta cũng định đem những linh dược mới thu được, cùng với tài sản tích trữ, đến Bắc Huyền Thành để đổi lấy linh đan. Nếu phục dụng linh đan, có thể ta sẽ đột phá lên long hổ cảnh 7 tầng, trở thành tu sĩ cấp cao long hổ cảnh. Khi đó, chúng ta sẽ cùng ngươi tiến vào quỷ vụ chiến khư, hỗ trợ ngươi một tay. Hồ Mị Nhi nói. Bắc Huyền Thành. Các đông hút ngạc nhiên hỏi. Bắc Huyền Thành là một đại thành do tam đại tông môn và các môn phái nhất lưu cùng xây dựng, cũng là một trong năm phường thị tu chân lớn nhất của Hoác Lâm Động Thiên. Ở đó, gần như tất cả các mặt hàng tu chân đều có bán, từ linh dược, linh đan, pháp phù đến pháp bảo. Hồ Mỹ Nhi giải thích. Có lục phẩm linh đan không? Các đông hút hỏi, trong lòng không khỏi mong đợi. Lục phẩm linh đan. Điều đó là không thể. Lục phẩm linh đan có thể tăng cường tu vi cho Kim Đan lão tổ, nên không thể có trên thị trường. Hồ Mị Nhi trả lời. Vậy còn lục phẩm linh dược? Các Đông hút hỏi tiếp. Lục phẩm linh dược thì có, nhưng giá cả rất cao, thường bị các đại môn phái và tam đại tông môn tranh mua trước. Hồ Mị Nhi nói. Giá trên trời. Các Đông hút phút cầm lộ vẻ trầm tư, rõ ràng không bị hai chữ này dọa sợ. Với người khác kiếm nguyên thạch có thể khó khăn, nhưng là một luyện đan sư, hắn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần có lục phẩm linh dược, hắn có thể cắn răng mà mua, vấn đề then chốt vẫn là làm thế nào để luyện chế thành lục phẩm linh đan. Theo lời của Hồ Mỹ Nhi, lục phẩm linh đan ở Hoắc Lâm Động Thiên không có trên thị trường. Điều này có nghĩa là hắn phải tự mình luyện chế. Lục phẩm linh dược hắn có thể tự đi tìm hoặc mua với giá cao, các hồng lão tổ cũng truyền lại một số phương pháp luyện lục phẩm linh đan. Vì vậy, vấn đề mấu chốt là việc luyện chế luyện chế lục phẩm linh đan không chỉ đòi hỏi luyện đan sư phải có trình độ rất cao mà còn cần đến một loại đan hỏa đặc biệt trước đây các đông hút chỉ cần có hỏa và biết cách khống chế hỏa thế là đủ nhưng để luyện chế lục phẩm linh đan cần có tam muội chân hỏa mà chỉ tu sĩ kim đan mới có thể thi triển hoặc một số loại hỏa chủng đặc biệt trong thiên địa tam muội chân hỏa mà tu sĩ kim đan mới có thể thi triển là điều mà các đông hút không thể có ngay lúc này nếu hắn có thể kết thành kim đan, thì đã không cần luyện chế lục phẩm linh đan. Chính vì biết rằng trong thời gian ngắn hắn không thể đạt đến kim đan đại đạo, nên các đông hút mới muốn tìm con đường tắt để kích thích ngũ hành càng không thạch. Có vẻ như ngoài việc nhanh chóng tìm kiếm hoặc mua đủ lục phẩm linh dược, ta còn phải tìm được hỏa chủng đặc biệt. Sau một hồi suy tư, các đông hút thở dài. Lục phẩm linh dược giá cao hay không đối với chúng ta, những người trong các môn phái nhỏ, không quan trọng lắm ngay cả khi có đủ thực lực mua, chúng ta cũng không có cửa để tìm người luyện chế. Hồ Mị Nhi thấy các đông hút suy tư, liền giải thích thêm. Tại sao? Chẳng lẽ Hoắc Lâm Động Thiên không có luyện đan sư đủ khả năng luyện chế lục phẩm linh đan sao? Các đông hút ngạc nhiên hỏi. Trước đây có thể có, nhưng hiện tại thì không. Để luyện chế lục phẩm linh đan, bản thân luyện đan sư cần đạt đến cảnh giới kim đan. Ngươi thử nghĩ mà xem, một kim đan lão tổ, lại là một luyện đan đại sư, liệu họ có cam tâm ở lại hoắc lâm động thiên nhỏ bé này không? Chắc chắn họ sẽ di chuyển đến các động thiên khác, nơi linh khí nồng nặc hơn hoặc linh vật phong phú hơn. Hồ Mị Nhi đáp. Động thiên khác. Ngươi biết còn có những động thiên nào khác không? Làm sao để đến được những nơi đó? Các đông hút hỏi, trong lòng cảm thấy kích động khi nghe nói đến các động thiên khác. Có rất nhiều động thiên khác, bao gồm 36 tiểu động thiên và 10 đại động thiên, cùng với 72 phúc địa. Hoác lâm động thiên chỉ là một trong 36 tiểu động thiên. Tuy nhiên, làm sao để đi đến các động thiên khác thì ta không rõ. Đối với ta, hoác lâm động thiên đã đủ lớn rồi, ta chưa khám phá hết, sao phải lo đi đến nơi khác. Hơn nữa, để đi đến các động thiên khác, phải vượt qua biển cả mênh mông, không giống như càng hải mà chúng ta thấy ở đây. Càng hải, với tu vi của chúng ta, bay một ngày cũng có thể vượt qua, nhưng biển lớn kia, dù bay mấy chục năm hay trăm năm cũng chưa chắc đến được tận đầu. Gần nhất tiểu động thiên cũng phải bay ít nhất một năm rưỡi. Chưa kể, biển đó phong vân biến hóa khó lường, sóng to gió lớn có thể quật ngã cả long hổ cảnh tu sĩ. Nếu gặp phải yêu thú hung mãnh, rất có thể phải bỏ mạng. Vì vậy, muốn vượt qua biển đó, cần có kim đan lão tổ dẫn đường và ít nhất phải có tu vi cấp cao long hổ cảnh, nếu không thì chỉ là tự tìm đường chết. Hồ Mỹ Nhi nói thêm. Nghe đến đây, các đông hút không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn khó có thể tưởng tượng nổi biển đó rộng lớn đến mức nào, cần bay hàng chục năm mà chưa thấy được điểm cuối. Vì vậy, ngươi đừng nghĩ đến việc đi đến các động thiên khác. Nếu muốn tìm bảo vật, hoắc lâm động thiên đã đủ rồi. Đi đến các động thiên khác là việc của các kim đan lão tổ, hoặc ít nhất là những long hổ cảnh chính tầng tu sĩ họ thường chỉ đi khi không còn hy vọng ở hoác lâm động thiên nữa. Hồ Mị Nhi nói với giọng nghiêm túc. Ta chỉ hỏi một chút thôi, hiện tại ta chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc đi đến động thiên khác. Các đông hút vội vàng lắc đầu. Động thiên gần nhất cũng phải bay ít nhất một năm rưỡi, hắn không thể nào lãng phí thời gian như vậy. Chưa kể con đường đầy rẫy nguy hiểm, hắn thà tập trung vào việc tu hành và thám hiểm ở hoác lâm động thiên, tranh thủ tìm đủ lục phẩm linh dược để luyện chế linh đan và trở về địa cầu. Chỉ khi không còn cách nào luyện chế được lục phẩm linh đan, hắn mới nghĩ đến việc đi đến động thiên khác. Vậy thì tốt. Hồ Mỹ Nhi thở vào nhẹ nhõm, rồi quay sang hỏi Hoàng Phủ Hiên, ngươi thấy thế nào rồi, tốt hơn nhiều, nhưng để hoàn toàn khôi phục, ta cần tìm một nơi yên tĩnh để tĩnh tâm chữa thương. Hoàng Phủ Hiên đáp, vậy chúng ta hãy rời khỏi đây và đến Ngọc Đỉnh Tông tìm công tôn thành trước. Hồ Mỹ Nhi đề nghị. Được, chúng ta có thể đi Ngọc Đỉnh Tông trước, sau đó đến Bắc Huyền Thành bán linh dược và đổi lấy linh đan. Hy vọng trước khi tiến vào quỷ vụ chiến khư lần nữa, ta có thể đột phá lên Long Hổ Cảnh bảy tầng. Nếu không, với tu vi hiện tại, chúng ta chỉ làm vướng chân các huynh. Hoàng Phủ Hiên nói. Các ngươi nói quá rồi. Dù sao các ngươi cũng là long hổ cảnh sáu tầng đỉnh cao, đồng hành cùng các ngươi chắc chắn sẽ an toàn hơn. Các đông hút nói. Chúng ta đều là bạn đồng hành, không cần phải giữ mặt mũi. Thực lực hiện tại của ngươi quá vượt trội, nếu chúng ta không đột phá, cố đi cùng nhau cũng không có nhiều ý nghĩa. Hoàng Phủ Hiên trả lời. Các đông hút nhìn Hoàng Phủ Hiên, định khách sáo vài câu, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười gượng. Sự thật là, với thực lực hiện tại của hắn, dù có Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mỹ Nhi hay không, cũng không khác biệt nhiều. Tuy nhiên, nếu họ có thể đột phá lên long hổ cảnh bảy tầng, họ vẫn sẽ là một sự hỗ trợ đáng kể cho hắn. Phiên bản này đã được biên tập để duy trì ý nghĩa gốc và cải thiện ngữ pháp, ngữ điệu cho phù hợp với ngữ cảnh. Dưới đây là bản biên tập của đoạn văn mà ngươi đã cung cấp chúng ta hay là đi trước thôi, lần này đến Bắc Huyền Thành, chưa chắc đã mua được linh đan thích hợp. Một lần đột phá đến long hổ cảnh bảy tầng cũng không nhất định. Hồ Mị Nhi thấy các đông hút không phản ứng, liền vút mái tóc bị gió thổi loạn, miễn cưỡng nở nụ cười nói trong lòng khó tránh khỏi có chút phức tạp từng ở phong lôi cấm địa nếu không tính đến lời của cương thi nàng và các đông húc có thực lực tương đương nhưng bây giờ gặp lại các đông húc đã có thể dễ dàng giết chết nàng không sai nếu vậy ba người chúng ta có thể cùng nhau thám hiểm hoàng phủ hiên nghe vậy bỗng nhiên phấn chấn nói hoàng phủ hiên ngươi vẫn còn bị thương hồ mị nhi vừa nãy cũng đã tốn không ít sức lực không bằng để ta đưa các ngươi đi các đông hút vừa nói vừa tạo ra một đám mây sương mù rồi mang theo cả hoàng phủ hiên và hồ mị nhi bay về hướng bắc chà chà các huynh thuật cưỡi mây đạp gió của ngươi thật huyền diệu có thể nâng ba người chúng ta mà vẫn bay nhanh và nhẹ nhàng như vậy hoàng phủ hiên và hồ mị nhi không khỏi thán phục khi thấy các đông hút tiện tay tạo ra một đám mây sương mù nâng đỡ cả ba người phi hành nhanh chóng họ tuyệt đối không có được pháp thuật phi hành tinh diệu như vậy các đông hút cười cười, hắn tự nhiên không thể nói cho họ biết rằng trong cơ thể hắn đã hòa nhập một phần bản nguyên long hồn, khiến cho thuật cưỡi mây đạp gió này gần như trở thành một loại pháp thuật bẩm sinh, tự nhiên là cực kỳ tinh diệu. Đúng rồi, nghe các ngươi nói, chuyến đi Bắc Huyền Thành này là để dùng dược liệu và những tài vật tích góp nhiều năm để đổi mua linh đan không biết với ngũ phẩm linh dược chính dương huyết linh hoa và cửu âm hồi dương thảo mà các ngươi đã nhắc đến, có thể đổi được đan dược cấp bậc gì ở Bắc Huyền Thành. Các đông hút cười nói, chuyển đề tài. Chính dương huyết linh hoa và cửu âm hồi dương thảo chỉ là ngũ phẩm hạ cấp linh dược. Nếu gặp may, có người cần gấp linh dược này, một cây có thể đổi được một hạt tứ phẩm thượng giai linh đan. Trong tình huống bình thường, cũng chỉ đổi được một hạt tứ phẩm trung giai linh đan. Lần trước ở phong lôi cấm địa, chúng ta còn có một quả vạn niên địa linh quả chưa dùng, cộng thêm một số linh dược và tài vật khác. Nếu có thể đổi được ba hạt tứ phẩm thượng giai linh Đan khác nhau, chúng ta có thể đột phá đến long hổ cảnh bảy tầng. Nhưng tứ phẩm thượng giai linh Đan rất đắt, phỏng chừng muốn đổi được ba hạt là rất khó, nếu đổi được một hạt tứ phẩm thượng giai linh đan và hai hạt tứ phẩm trung giai linh đan, ta đã rất hài lòng rồi. Hồ Mị Nhi đáp. Nếu vậy, các ngươi không cần phải đến Bắc Huyền Thành mua bán nữa, đổi trực tiếp với ta đi. Ta vừa vặn có một ít tứ phẩm linh đan, Ta không cần nguyên thạch hay những thứ khác, chỉ cần các ngươi đổi lại cho ta các linh dược từ tứ phẩm trở lên là được. Các đông hút miễn cười nói. Lần này, để đột phá long hổ cảnh tầng 4, các đông hút đã luyện chế rất nhiều đan dược. Ngoài trừ ngũ phẩm linh đan mà hắn tự sử dụng, còn thừa lại không ít tứ phẩm linh đan, đặc biệt là long hổ phá ách bí đan. Lúc đó hắn tổng cộng luyện chế được 44 hạt, đã phân phát đi 2 hạt, còn lại 42 hạt các đông hút lần này đến bắc huyền thành vốn định dùng linh đan trong tay để đổi lấy ngũ phẩm linh dược sau đó dùng ngũ phẩm linh dược luyện chế đan dược một phần để tăng cao tu vi một phần thì hy vọng có cơ hội đổi được lục phẩm linh dược chỉ là giá cả cụ thể của hoác lâm động thiên các đông hút không nắm chắc nên mới vừa nảy hỏi giờ nghe hồ mị nhi nói vậy trong lòng hắn lập tức cảm thấy chắc chắn tứ phẩm linh đan hắn có sẵn nếu có thể đổi được như vậy hắn cũng không phải lo về ngũ phẩm linh dược nữa chỉ là luyện chế ngũ phẩm linh đan từ ngũ phẩm linh dược độ khó rất lớn hiện tại tỷ lệ thành công của hắn không cao lãng phí sẽ rất lớn tuy nhiên chỉ cần tứ phẩm linh đan có thể đổi lấy ngũ phẩm linh dược các đông hút liền không lo lắng hắn có tỷ lệ thành công khá cao khi luyện chế tứ phẩm linh đan nếu thiếu tứ phẩm linh dược hắn có thể dùng tam phẩm linh đan để đổi thêm tứ phẩm linh dược Tỷ lệ thành công khi hắn luyện chế Tam phẩm linh đan gần như đạt đến 100%, hơn nữa có những hạt còn có đan văn, khiến nhiều người chắc chắn sẵn lòng đổi tứ phẩm linh dược với hắn. Ngũ phẩm linh dược và ngũ phẩm linh đan giờ xem ra không cần lo, vấn đề lớn nhất là tìm kiếm lục phẩm linh dược và hỏa chủng, cũng như mau chóng nâng cao trình độ luyện đan, để tự mình có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan. Nếu không tự luyện chế được lục phẩm linh đan, chỉ sợ rất khó giải quyết. Hơn nữa bây giờ thực lực ta chưa đủ mạnh, tuyệt đối không thể để người khác biết ta đã có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan, bằng không một khi bị tam đại tông biết, họ sẽ nhốt ta lại, bắt ta luyện đan cho họ ngày đêm, vậy thì bi thảm, vì thế phải cẩn thận khi đổi mua linh đan. Sau khi xác định kế hoạch, các đông hút cũng không quên tất cả, ngược lại rất nhanh tỉnh táo lại, xin lòng cảnh giác. Chúng ta nợ các huynh đại ân tình, nếu các huynh cần linh dược, chúng ta sẽ cho ngươi, cần gì phải đổi chắc. Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên nghe vậy chỉ hơi do dự một chút, rồi lập tức nói. Ha ha, chúng ta tùy việc mà xét, chuyện trước đây không nhắc lại. Huống hồ, các ngươi cũng cần linh đan để tăng cao tu vi. Nếu Hồ Mị Nhi nói có thể đổi được một hạt tứ phẩm thượng giai linh đan và hai hạt tứ phẩm trung giai linh đan mà hài lòng, thì ta sẽ đưa các ngươi đúng giá này. Các đông hút miễn cười nói. Tuy nhiên, vốn dĩ hắn định đưa ba hạt tứ phẩm thượng giai linh đan vì trọng tình nghĩa nhưng do lòng cảnh giác vừa dâng lên hắn thay đổi ý định suy nghĩ rằng nếu họ không thể đột phá đến lúc đó hắn sẽ đưa thêm một hạt cho họ nói xong các đông hút liền lấy ra hai hạt long hổ phá ách bí đan cùng bốn hạt tứ phẩm trung giai linh đan chia cho hai người đây là long hổ phá ách bí đan nghe nói là tứ phẩm linh đan gần ngũ phẩm nhất hai người đều nhận ra giá trị lập tức chấn động kinh hô thành tiếng được rồi đừng hô to gọi nhỏ cũng không phải ngũ phẩm linh đan các đông hút không ngờ hai người nhận ra lông hổ phá ách bí đan chỉ sau một cái liếc mắt không khỏi run run rồi nghiêm mặt nói cái này cái này hai người nhìn lông hổ phá ách bí đan ánh mắt nóng bỏng nhưng lại khó lòng từ chối chỉ là lúc này cảm thấy ngại ngùng không tiện đưa tay nhận lấy mau nhận lấy đi không thì có người tới cướp đó các đông hút thấy hai người muốn nhưng lại ngại ngùng không dám nhận, không thể làm gì khác hơn là cười rồi nhét đang dược vào tay họ. Các huynh, thật là ngại ngùng quá. Như vậy, chúng ta chỉ thu long hổ phá ách bí đan thôi, có long hổ phá ách bí đan, chúng ta có thể đột phá đến 89 phần 10. Hai người thu hồi long hổ phá ách bí đan, muốn trả lại hai hạt tứ phẩm trung giai linh đan còn lại cho các đông hút. Được rồi, nếu là sinh tử chi giao, cũng không cần tính toán với ta mấy hạt đan dược này, hãy nhanh chóng đưa linh dược tứ phẩm trở lên của các ngươi cho ta. Các đông hút tức giận nói. Hai người nhìn các đông hút, sau đó lặng lẽ nhận lấy linh đan và lấy linh dược từ túi trữ vật đưa cho hắn. Hoàng Phủ Hiên có hai cây ngũ phẩm linh dược và 12 cây tứ phẩm linh dược, còn Hồ Mị Nhi có ba cây ngũ phẩm linh dược và sáu cây tứ phẩm linh dược. Linh dược của Hồ Mị Nhi lại đáng giá hơn một chút. Các đông hút vui vẻ nhận lấy linh dược mà không chút khách sáo, tâm trạng vô cùng phấn khởi, không hề có cảm giác bị thiệt thòi. Trên mặt hắn nở nụ cười, dường như hắn đã kiếm được món hời lớn, trong khi Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi lại càng cảm thấy biết ơn và lo lắng. Họ không biết rằng, thực ra các đông hút tin mình đã kiếm lời. Hắn có kỹ năng luyện đan rất cao, đã đạt đến trình độ luyện đan đại sư. Với tứ phẩm linh dược của Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi hắn hoàn toàn có thể luyện chế mà không gặp khó khăn gì còn ngũ phẩm linh dược thì càng có lợi hơn tất nhiên nếu tính toán thực tế không thể đơn giản như vậy các đông húc không tính toán công sức của mình vào việc này với tài nghệ luyện đan của hắn trong hoác lâm động thiên việc luyện đan của hắn có giá trị rất cao không phải ai cũng có thể mời được các đông húc thu lợi lớn như vậy một phần là nhờ vào tỷ lệ thành công cao của hắn khi luyện đan một luyện đan sư ngũ phẩm bình thường không thể đạt được tỷ lệ thành đan cao như vậy trừ khi là luyện đan sư lục phẩm một đường phi hành khoảng nửa ngày sau các đông húc đã nhìn thấy một thành trì lớn nằm bên bờ biển dòng người nhộn nhịp ngọc đỉnh tông nằm trong dãy núi ngọc đằng là một trong những dãy núi chính ở bờ bắc càng hải dưới dãy núi này có một linh mạch lớn chảy qua linh khí rất nồng đậm vì vậy rất nhiều tông môn đã xây dựng sơn môn của mình trong dãy núi ngọc đằng khi bay qua bờ bắc hoàng phủ hiên chỉ về phía đông nơi có dãy núi liên miên trùng điệp giống như một con rồng lớn nằm ngang nói nói như vậy chắc hẳn trong núi rừng đó có nhiều thứ tốt các đông húc nói đúng vậy nhưng những nơi có thứ tốt đều bị các đại tông môn chiếm lấy không đến lượt ngọc đỉnh tông tuy nhiên phải nói rằng ở khu vực bờ bắc càng hải này những tông môn có thể chiếm được một ngọn núi trong dãy ngọc đằng để khai tông lập phái đều có thực lực Ngọc đỉnh tông trong Hoắc Lâm động thiên cũng được coi là một môn phái trung đẳng." Hoàng phủ Hiên đáp lời. "Đúng vậy, Ngọc đỉnh tông nổi tiếng với việc luyện khí, nhờ đó họ có nguồn thu nhập liên tục để đảm bảo nhu cầu tu luyện của đệ tử môn hạ." Hồ Mị Nhi nói, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Ba người vừa nói chuyện, vừa tiếp tục phi hành. Không lâu sau đó, họ đã đến một ngọn núi lớn trong dãy Ngọc Đằng, được đặt tên là Ngọc Đỉnh Sơn. Nơi này là sơn môn của Ngọc Đỉnh Tông, ba vị tiền bối đến đây có việc gì? Một đệ tử trong coi sơn môn chặn ba người lại, hỏi một cách lễ phép. Chúng ta đến đây để bái phỏng đạo hữu công tôn thành, xin phiền ngươi thông báo. Hoàng Phủ Hiên đáp. Các ngươi muốn bái phỏng công tôn thái thượng trưởng lão. Đệ tử trong coi sơn môn nghe vậy, lập tức tỏ vẻ kính trọng, thái độ càng thêm cung kính. Thái thượng trưởng lão. Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi hơi ngạc nhiên, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, trên mặt hiện lên niềm vui, liên tục gật đầu nói, đúng rồi, đúng rồi, chính là tìm công tôn thái thượng trưởng lão. Người cứ nói với hắn rằng ba người bạn cũ từ phong lôi tấm địa đến thăm, hắn sẽ biết là ai. Đệ tử trong coi sơn môn nghe vậy không dám chậm trễ, lập tức thông báo, rồi nhanh chóng chạy về phía ngọn núi. Thông thường, những tông môn như Ngọc Đỉnh Tông, các tu sĩ Long Hổ Cảnh Trung Cấp sẽ được phong làm trưởng lão, còn tu sĩ long hổ cảnh cao cấp thì được phong làm thái thượng trưởng lão. Những môn phái hàng đầu như kim kiếm môn thì tu sĩ long hổ cảnh cao cấp chỉ là trưởng lão, còn kim đan lão tổ mới là thái thượng trưởng lão. Phụ thân của Kim Phi Dương, Kim Nguyên Nghị, là một cường giả long hổ cảnh tầng 9, nhưng vì chưa tham ngộ được đại đạo kim đan, nên chỉ là trưởng lão của kim kiếm môn. Mãi đến khi bước vào kim đan đại đạo, hắn mới trở thành một trong hai thái thượng trưởng lão của kim kiếm môn. Tông Tôn thành lần này chắc hẳn đã đột phá đến Long Hổ cảnh tầng 7, trở thành tu sĩ Long Hổ cảnh cao cấp, nên mới được Phong làm Thái thượng trưởng lão của Ngọc Đỉnh Tông. Hoàng phủ Hiên giải thích với các đông húc khi thấy đệ tử Sơn Môn chạy vội về đỉnh núi. Các đông húc nghe vậy mới thoải mái, gật đầu nói, thì ra là vậy. Đồng thời, trong lòng các đông húc âm thầm đánh giá lại thực lực của Thiên Ma Tông, nhận thấy thực lực của tông môn mình hiện tại gần như ngang bằng với Ngọc Đỉnh Tông. Đang lúc trò chuyện, Tiếng chung đón khách vang lên từ Ngọc Đỉnh Sơn. Tiếp theo, các đông hút nhìn thấy một cây cầu bảy sắc từ Ngọc Đỉnh Sơn kéo dài đến trước mặt họ, trên cầu có vài người đang tiến lại. Dẫn đầu chính là công tôn Thành. Ngọc Đỉnh Tông quả nhiên xứng đáng với danh tiếng luyện khí tông môn, hồng kiều hoa mỹ thế này, Hỏa Phượng cung chúng ta không thể sánh bằng. Hồ Mị Nhi thấy cây cầu bảy sắc rực rỡ kéo dài đến, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Ha ha, lần trước chúng ta đến đây, không có cảnh tượng như thế này xem ra sau khi công tôn huynh trở thành thái thượng trưởng lão khí thế cũng khác hẳn hoàng phủ hiên cười nói thanh khách đó là tự nhiên hồ mị nhi cười khẽ trong lúc họ trò chuyện ba người đã bước lên cầu lúc này công tôn thành đã nhìn thấy các đông hút trên mặt không khỏi lộ vẻ kích động vội vàng bước nhanh về phía trước những người đi cùng công tôn thành cũng nhanh chóng theo sát đi cùng Công Tôn Thành có 5 người, phần lớn đều có tu vi Long Hổ cảnh tầng 4, 5, trong đó có một người là tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 6, chính là tông chủ hiện tại của Ngọc Đỉnh Tông. Không ngờ các huynh cũng đến, Công Tôn Thành không có từ xa nghênh đón, thật sự là thất lễ. Vừa tới gần, Công Tôn Thành liền cúi người chào các Đông Húc, thái độ vô cùng cung kính. Thấy Công Tôn Thành cúi người trước các Đông Húc, Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên không hề cảm thấy kỳ lạ, càng không có chút bất mãn nào vì bị xem nhẹ họ đều biết rõ, nếu không có các đông hút, sẽ không có họ cũng như công tôn thành của ngày hôm nay. Tuy nhiên, các trưởng lão và tông chủ Ngọc Đỉnh Tông đi cùng công tôn thành lại cảm thấy nghi ngờ và ngạc nhiên. Các đông hút không giấu giếm tu vi của mình, khi đến gần, họ tự nhiên có thể đoán được cảnh giới tu vi của đối phương. Trong mắt họ, Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mỹ Nhi mới là những người lợi hại, cả hai đều có tu vi long hổ cảnh tầng 6 đỉnh cao, xứng đáng được Thái Thượng trưởng lão đích thân nên tiếp nhưng nếu nói đến việc cuối người chào thì vẫn chưa đủ tư cách dù sao công tôn thành hiện tại cũng là tu sĩ long hổ cảnh cao cấp tu vi cảnh giới còn cao hơn hoàng phủ hiên và hồ mị nhi một bậc còn về phần các đông húc lại càng không cần phải bàn đến các đông húc chỉ có tu vi long hổ cảnh tầng năm trong mắt họ thậm chí không đủ tư cách để thái thượng trưởng lão đích thân xuống núi nên tiếp chứ đừng nói đến việc cuối chào kết quả là không ngờ thái thượng trưởng lão vừa thấy các đông hút liền cúi người chào thái độ vô cùng cung kính điều này khiến họ không khỏi cảm thấy nghi ngờ và giật mình khi thấy mọi người trong ngọc đỉnh tông vẫn đang nghi hoặc và giật mình các đông hút đã tiến lên một bước đỡ lấy hai tay của công tôn thành mỉm cười nói công tôn huynh khách khí quá sức khỏe có tốt không nhờ phúc của các huynh ta vẫn rất khỏe mạnh rất khỏe mạnh công tôn thành cười đáp lời nói này của công tôn thành chỉ có hồ mị nhi và hoàng phủ hiên là hiểu cả hai nghe vậy đều mỉm cười hiểu ý ánh mắt phản xạ có điều kiện nhìn về phía các đông húc trong sâu thẳm đôi mắt họ ánh lên vẻ cảm kích tuy nhiên những người của ngọc đỉnh tông lại càng thêm nghi hoặc và giật mình sau khi chào hỏi các đông húc công tôn thành mới tiến lên chắp tay nói với hồ mị nhi và hoàng phủ hiên hoàng phủ huynh hồ cô nương đã lâu không gặp chúc mừng hai người chỉ thiếu một chút nữa là đạt đến long hổ cảnh tầng 7. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.